Thương, xin chào các bạn khán giả của kênh bóng đá 24h TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam có thể tung ra đội hình siêu hậu vệ ở vòng loại World Cup. Đội tuyển Việt Nam có thể tung ra đội hình gồm 10 hậu vệ ở vòng loại World Cup 2022 khi đang sở hữu một loạt hậu vệ đa năng và rất có duyên ghi bàn. Tiền đạo Nguyễn Thành Trung, biệt danh siêu tiền đạo đã nói lên tất cả. Thành Trung thường xuyên sắm vai gà son ở Hà Nội FC. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng kéo trung vệ này lên đá tiền đạo ở U22 Việt Nam. Tiền đạo Bùi Hoàng Việt Anh, sở hữu thể hình lý tưởng và cái duyên ghi bàn kỳ lạ giống Thành Trung, Việt Anh cũng thường xuyên được kéo lên trên tuyến đầu ở Hà Nội FC. Bàn thắng đáng nhớ nhất của trung vệ này có lẽ là pha dứt điểm tung lưới Việt theo mang về danh hiệu siêu cúp quốc gia hồi đầu năm nay. Tiền vệ trung tâm Đỗ Duy Mạnh, Trước khi trở thành trung vệ thép dưới thờ huấn luyện viên Park Hang-seo, Duy Mạnh là tiền vệ ưa thích của huấn luyện viên Toshiya Miura ở đội tuyển và huấn luyện viên Phan Thanh Hùng ở Hà Nội FC. Tiền vệ trung tâm Trần Đình Trọng Chuyển từ sơ đồ 343 sang sơ đồ 4141 bằng việc kéo đình trọng lên đá tiền vệ trụ là một trong những chiêu thức của thầy Park. Ông từng áp dụng điều này ở trận gặp Hàn Quốc tại ASEAN hoặc Campuchia ở AFF Cup năm 2018. Tiền vệ phải Vũ Văn Thanh Ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai có thể đảm nhận mọi vị trí ở hai biên, từ hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo. Tiền vệ trái Nguyễn Phong Hồng Duy, giống như Văn Thanh ở cánh đối diện, Hồng Duy có thể đảm nhận mọi vị trí ở bên hành lang trái. Hậu vệ phải Hồ Tấn Tài, đúng vị trí sở trường, ngoài ra Tấn Tài còn có thể đảm nhận vai trò trung vệ và hậu vệ trái. Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, đúng vị trí sở trường, ngoài ra Văn Hậu thường xuyên đảm nhận vai trò trung vệ ở U22 Việt Nam, Hà Nội FC cũng như là SC Heerenveen. Trung vệ Bùi Tiến Dũng, đúng vị trí sở trường, ngoài ra Tư Dũng còn đảm nhận vai trò hậu vệ trái ở Viettel. Trung vệ Quế Ngọc Hải, Đúng vị trí sở trường, ngoài ra đội trưởng đội tuyển Việt Nam từng tỏa sáng trong vai trò hậu vệ phải dưới thờ huấn luyện viên Toshiya Miura. Thủ môn, vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam đang là dấu hỏi khi Đặng Văn Lâm sẽ không tham dự vòng loại World Cup 2022 bởi đang thuộc diện F1 do một cầu thủ của Cerezo Osaka dương tính với SARS-CoV-2. Tấn trường Văn Toản hay Văn Hoàng, ai sẽ là người được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Bóng Đá 24h TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.